Chào mọi người. Thì hôm nay trước khi vào vũ giao á, thì cùng một số khách hàng vào vũ đã giao cái loa Zenlac nè. Đây là những cái dòng loa kiểu mâm cho những phòng thu, với là những cái dòng loa mà các bạn có thể khách hay để phòng ngủ mà để nghe nhạc á. Thì hi-fi thì chất lượng thanh rất là cao, nhưng mà bây giờ vũ sẽ chia sẻ mọi người về cái kỹ thuật mà setup cái con này. Thì con này chúng ta cắm điện là chúng ta xài thôi, nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta nắm về cái kỹ thuật của con này thì nó sẽ tối ưu cái việc mọi người khi mà nghe nhạc ở nhà, cũng như là mọi không gian nó sẽ khác nhau. Vũ sẽ chỉ sơ mọi người cơ bản ha. Rồi Vũ để Vũ đây thì Vũ mới dán tem xong, mới dán tem bảo hành để chuẩn bị đóng gói á, mà mình chợt nghĩ lại thì khách nhiều khi khách mua về cũng hay hỏi, nên Vũ tháo ra lại để đây nè, để tháo lại để hướng dẫn cho mọi người. Đây nè, mới dán tem xong thì gửi khách rồi, để Vũ gửi lấy ra để hướng dẫn mọi người ha. Thì để tránh chạy lo thì mọi người có thể quay lại để mình sẽ cho nó im nha mọi người ha. Bạn quay rồi ha. Thì ở phía sau cái con Zenlac đây là con Zenlac 8310, thì rất là nhiều các bạn DJ cũng như đây này, một sản phẩm đang rất là hot. 8030 xin lỗi mọi người, là 8030 nha mọi người ha. Thì và 8040, đây là những sản phẩm mà được rất là nhiều khách hàng chọn, những nhất là những bạn mà trong phòng thu và những bạn làm producer, những nhà sáng tác nhạc á, người ta chọn dòng này rất là nhiều. Và đây là một cái sản phẩm đang hot, cũng là như đang đứng đầu trong cái dòng loa kiểm âm đó. Thì đây là sản phẩm mà cũng được Thiên Vũ bán nhiều nhất và tập trung nhiều nữa đó. Rồi phần phía sau đây thì Vũ sẽ chia sẻ. Thì thứ nhất, các bạn nhìn về cái tổng quan ở phía trước á, thì nó chỉ có một cái nút nguồn này không nói ha, còn cái này là cái nút canon để chúng ta đưa tín hiệu đầu vào, rồi mình sẽ không nói về phần này đó. Và ở đây thì mọi người thấy ở đây á, là nó có EQ. Đây là hãng đã show ra chúng ta cái bản mạch EQ này để cho mọi người cũng như những cái producer khi mà chúng ta mua về, chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ cắt tùy theo góc độ phòng của mình đó. Rồi nút này là nút on off rồi ha mọi người ha. Còn cái này là cái DB, cái này là cái DB các bạn ha, để cho chúng ta nói nung là nó là cái volume gain của cái loa này, đó thì chúng ta đầu dít đó. Rồi cái chữ ESS mọi người thấy cần bên các những cái lỗ nhỏ bên trong các bạn, cái cần gạt bên trong nè. Cái ESS này á, thì khi mà mọi người gạt lên á, thì nó sẽ có tính năng khi mà mọi người mà đang sử dụng, hoặc là đang nghe nhạc ở nhà, hoặc là những cái bộ mà stream nhạc và Vũ cái review á, thì khi mà không có tín hiệu đầu vào á, tức là không có nguồn nhạc đầu vào á, thì chiếc loa này sẽ ở chế độ clip ngủ đông, tức là nó sẽ không sử dụng điện nữa, nó sẽ tắt luôn. Mà đến khi nào mọi người mà tự động play nhạc á, thì nó sẽ tự động mở. Đó, đây là tính năng tiết kiệm điện cũng như là giúp cho lo hoạt động, tránh hoạt động liên tục mà nhiều khi quên tắt hay là gì đó. Chúng ta gạt cái cần này lên, chúng ta sử dụng. Rồi, cái thứ hai là cái cần EQ. Đây chính là cái cần xử lý EQ, các bạn thấy không? Nó tổng cộng là nó có 5 cần ha mọi người ha. 1, 2, 3 và 4, 5. Và nó đại diện cho những cái đề xuất dưới đây. Những cái đề xuất đây, ví dụ như desktop 140 nè, trừ 4 dB, đây là cần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì cái này sẽ dựa vào cái người sử dụng, người sở hữu. Thì ví dụ các bạn thấy chữ desktop 140Hz cắt xuống âm 4 dB, thì đây nó đã diễn giải cho mọi người ở đây nè, mọi người thấy không? Đây 160Hz, đâu phụ sẽ dò đây 160Hz. Và đây cái cắt 4 dB là cái chỗ góc bass này, mọi đây góc này nè, âm bass này nè, đó nó đã cắt xuống nè, mọi người thấy nó đã diễn giải khi mà mọi người sử dụng. Đây nói chung đây là một cần EQ, thì nó sẽ phù hợp cho những cái bạn mà tùy theo hệ loại nhạc cũng như là nhu cầu về sử dụng đó. Còn ở đây là trap treble trừ âm 2 dB, đây đó, thì đây là cái mặt trên cùng nha các bạn. Đây là mặt on, đây là chế độ flat của hãng đó, khi mà mua thì nó sẽ mặc định là để chế độ flat là không có sử dụng EQ nha các bạn ha. Đó, ở trên đây mà thấy đường nguyên một đường thẳng băng không. Còn đây đó, khi mà nè âm 2 dB là cái cần này nè, các bạn thấy không, nó ghi rất là rõ ràng đó, thì nó sẽ hạ xuống cái này. Rồi cái phần bass rod âm 4 up âm 4 dB thì ở đây bass rod âm 4 dB là nó nằm đây nha các bạn ha. Đây là nó sẽ cắt sâu hơn, tức là vị trí này nó sẽ cắt sâu hơn nè, đây là đường này đó các bạn thấy. Đó. Rồi tiếp tục cái cần kế tiếp là bass limit, thì ở đây nè các bạn âm 2 hoặc là âm 4. Thì ví dụ như các bạn nếu mà chúng ta sử dụng hai cần lên cùng lúc á, thì nó sẽ cộng lại là gọi là âm 6 nha các bạn ha. Các bạn có được quyền sử dụng ghép nha, kép á, tức là nút chúng ta sử dụng kép. Ví dụ mọi người sử dụng cắt 2 thôi thì nó sẽ là giảm xuống 2 dB cho đây 2 dB
ví dụ nha, giảm xuống 2 dB. Đây xin lỗi mọi người nha. Đây là cần này ha. Còn nếu mà mọi người gạt cần 4 lên, chỉ một cần 4 thôi á thì nó sẽ giảm xuống 4 dB, là đây là âm bass nó sẽ cắt xuống. Còn nếu mọi người cộng hưởng lại cả 2 và 4 đều sử dụng cần gạt đó thì nó sẽ xuống là âm 6 dB nha. Tức là mọi người có sự sử dụng kép được nha mọi người nha. Đó, thì đó là một số đôi điều mọi người sẽ dựa vào đây. Thì thật ra cái này rất là đơn giản, thì nó đã diễn giải hết cho mọi người ở mặt này rồi. Thì mọi người có thể sử dụng, thì ví dụ như những căn phòng mà bị vang nhiều quá mà âm sub mà nó đánh, tại vì con này sub đánh rất là sâu và rất là mạnh, thì khi mà những cái phòng mà bị vang thì sub nó sẽ đôi khi nó sẽ khá là dư, thì mọi người có thể sử dụng những cái cần này đó. Mọi người đa phần là sử dụng phụ á, là đa phần á là sử dụng cái cần này, cần âm 2 và âm 4 dB là sử dụng nhất, tại vì tùy theo căn phòng và cái độ âm dội của nó. Ví dụ chúng ta để sát tường thì chúng ta nên cắt giảm nó xuống, nếu chúng ta để xa thì chúng ta có thể đưa ra, thì chúng ta không cần sử dụng nó, thì tùy cái môi trường mà mọi người đặt đó. Đó là đôi điều mà Vũ chia sẻ cho mọi người ở đây, là cái bản diễn giải cái EQ mà mọi người sử dụng trên con Zalac này. Ok, thì đây là một cái video ngắn về con Zalac này. Thì con này hiện tại là đang có giá khoảng 40 mấy triệu đó. Thì với một cặp loa như thế này thôi đó, và đây là màu xám nha các bạn ha, màu xám. Ok, bây giờ thì mình sẽ đóng thùng mình gửi ra. Bộ này thì được anh khách ở ngoài Hà Nội đặt bộ trước đó, bộ sẽ gửi ra màu xám. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Thì video này là Vũ giao hàng cho khách, là cũng như là sẵn tiện mình chia sẻ một cái đôi điều về cái kỹ thuật khi mà chúng ta nhận cái hàng cái con này, thì sẽ tùy theo cái môi trường mà mọi người sẽ cân chỉnh cái EQ nó cho hợp lý, tùy theo cái không gian căn phòng của mọi người. Các bạn thấy video hay hữu ích, đừng quên bấm like và subscribe channel của Thiên Vũ. Xin chào.